Rồi, hello, xin chào em. Chào mừng em đến kênh của Thắng Biker. Thì hôm nay mình lại tiếp tục lên cửa hàng của anh Dương Moto để cập nhật cái lô xe mô tô cũ cho anh em ha. Đấy. Thì Dương Moto thì chắc rất nhiều anh em đã biết rồi ha. Thì anh Dương Moto thì chuyên bán cái dòng mô tô đã qua sử dụng. Đấy, có bao rút hồ sơ và có hỗ trợ trả góp vận chuyển toàn quốc cho anh em luôn. Đấy. Anh em nào muốn kiếm một chiếc mô tô đã qua sử dụng thì hãy liên hệ anh Dương Moto. Số điện thoại cửa hàng là 0969821886 anh em nhé. Cửa hàng thì vẫn có nhận giao lưu và trao đổi tất cả dòng xe và hỗ trợ trả góp ha. Bây giờ mình sẽ đi vào để cập nhật một số cái dòng xe từ phân khối nhỏ 150 đến 1000cc anh em nhé. Thì hiện tại thì cửa hàng về rất là nhiều dòng xe khủng. Đấy. Xe cửa hàng thì bao la từ cái dòng Nextbike đến là Sport. Đó. Hầu như là dòng nào cũng có luôn anh em ạ. Rất là nhiều. Thì anh em đến cửa hàng thì tất cả các dòng xe thì đều có những cái thông số kỹ thuật này, giá cả trên cái bảng này hết ha. Anh em cũng rất dễ là lựa chọn ha. Đấy. Thì hiện tại thì mình thấy là các dòng từ 150 trở lên thôi. Đấy, những dòng nhỏ hơn thì hiện tại cửa hàng không có ha. Đấy, bây giờ mình sẽ lướt qua để báo giá cập nhật cho anh em luôn một lượt ha. Để anh em có thể là biết thông tin và giá những từng chiếc để có thể là kiếm cho mình một con xe mà giá nó hợp lý ha. Đấy. Rất là nhiều dòng xe khủng nhưng mà và một số con xe rất là độc luôn. Bây giờ mình sẽ đi xuống bên dưới để cập nhật lên cho anh em ha. Còn anh em mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì cho mình một đăng ký kênh và nhấn chuông để chia sẻ ủng hộ cho mình ha. Đấy, ok. Thì giờ nhờ nhập anh Huy hả? Huy báo giá cho mình đi. Qua cho ha. Đấy. Đấy, anh Huy ha. Bây giờ mình sẽ báo giá từ hàng này xuống luôn ha. Có hết giá ở đây, con nào mà không treo là bán rồi ha. Bán rồi đó. Rồi, ok. Thì chiếc đầu tiên, con này là NC. NC 700S ha. Đó. Con này 215 anh nhá. Đấy. Có nhiều con hàng nó độc quá mình cũng không biết luôn. Biển 69. Giá con này là 155 triệu anh em nhá. Đấy. Ồ. Cổ máy. Ồ, con này nó mấy máy ta? Hai máy. À, hai máy hả? Ờ, rất là độc nha. Đây, này dòng con này ABS này ha. Đấy. Có lẽ gắn thêm đèn chiếu sáng này. Rồi, ok. Đó, 155 triệu anh em nhá, biển 69. Đấy, ok, 215. Rồi, chiếc kế tiếp luôn. Bên này là 600. Bên 600 anh em nhá, 217 này. Đấy. Đi 27.000 biển Sài Gòn. Biển Sài Gòn. 119 triệu. Đấy, 119 triệu anh em nhá. Đó, bên ly 600. Đó, dòng này thì giá nó khá là mềm của Bentley ha. Đó, nhìn cũng dáng của nó cũng khá là khủng luôn. Đó. Ok. Rồi. Chiếc ngoài này là chiếc gì ta? Beo 125. Beo 125 anh em nhá. Đó, Beo Honda nhá. Đấy. 125cc. Con này biển 60 nhá. Đấy, 60. Rồi, ok. Rồi. Giá con này là 79 triệu. Đó, 79 triệu nhá. Đó, 125cc. Đấy, của Honda. Rồi, ok nhá. Ở cái dòng này nó cũng là con Beo hai máy nhá. Lợi hơn bọn 250 nó không cần bằng. Rồi, ok. Đó. Tới luôn ở trong này. Con này là 600 đã bán rồi này. Rồi. Là Z9. Z9 này. Đấy. Z9. Z9 thì con này cũng có lên cái bô SC đuôi zin. Lên chống đổ này. Có lên cùng chống đổ rồi ha. Đấy. Con này đăng ký 217 nhá. Ô đô thì 20.000 cây. Biển số 70. Biển 70. Giá này là 193 triệu nhé. Z9 rất đẹp luôn. Rồi, ok. Tiếp theo cũng là Z9 nữa đây. Đấy. Z9. Con này thì cũng lên một cái bô AK để chống đổ này. Đấy, đã cắt đuôi. Đây. Đăng ký 218 nhé, biển 43. Đi 24.000 cây thôi. Đấy. Giá con này tại cửa hàng đang bán là 205 triệu nhé.
màu đỏ này, rất là đẹp luôn. Đấy. Yeah, ok ha. Tới luôn. Đây luôn là Z8. Z8215. Đi 20.000 cây. Đấy. Đây có cặp vỏ mới thay. Đấy, cặp vỏ mới thay luôn ha. Đấy, cặp vỏ mới thay con này thì có lên một cây bô SC lên chống đổ đèn trợ sáng này. Rồi, còn lên đồ gì nữa ha? Lên ghi đông đồ chơi cùng nâng ghi đông. Đấy. Giá nó là 153 triệu em nhá, biển 60. Đấy. 60 ha. Rồi, ok. Đấy. Rồi. Tiếp tục giới thiệu anh em một chiếc Z1000 2012. Con này thì odo là 16.000 cây. Đấy. Hiện tại cửa hàng bán giá con này là 162 triệu nhé. Đó, 162. Con này thì có lên một số đồ chơi như ốp lốc máy này. Đó, chống đổ này, chống đổ nhưng mà đã tháo mấy cái cục chống đổ ngoài rồi. Mua về thì chỉ lắp chống đổ lại là ok rồi. Đấy. Đời cũ nhưng mà còn rất cứng luôn nữa. Đó, xe đời 22 nhưng mà còn rất là cứng luôn. Đấy. Biển 68. Ok ha. Rồi, tiếp theo đến dòng Hyosung GT650 nhé. Con này thì đăng ký 2010. Đăng ký 2010 nhé. Đó, biển 60. Giá hiện tại cửa hàng đang bán giá con này là 95 triệu nhé. Con này thì lên một cái bô AK luôn dài ha. Đây, dòng Hyosung, những cái đèo đầu đèn này. Đó, cũng khá là độc ha. Đấy. Đây, Hyosung 650. Đấy. Rồi, ok. Tới tiếp theo sẽ là con gì đây? Ninja 400. Ninja 400 2019 nhá. Đó, đi 22.000 cây. Đó, đi 22.000 cây. Giá con này hiện tại cửa hàng mới dán bán với giá là 115 triệu nhá. Đấy, 115 triệu, bô zin đuôi zin. Đấy, chống đổ à, lên chống đổ này. Và một số ốc titan, con này thì đã lên tiêm chùm anh em nhé. Đó, lên tiêm chùm. Đó, tiêm chùm cá mập này. Đó. Ok ha. Dĩa thì cũng có sư chư bị sức nhiều. Đó, rất là ít thôi. Đó, xe con này. Đó, lốc. Lốc các chân thì còn rất là đẹp luôn nhá. Mọi chi tiết còn rất là hoàn hảo luôn. Đó ha. Rồi. Tiếp theo cũng là một con nữa là Ninja 400 luôn, đăng ký 2019 nhá. Odo nó là đây 22.000 cây. Biển 65 nhá. Giá nó là 115 triệu nhá. Đây. Con này thì cũng đã lên bộ tem chùm rồi. Đấy. Tem chùm màu nâu, màu cà phê ha. Con này thì mình thấy là bô cũng là bô zin, đuôi zin, có lên cây chống đổ thôi. Đấy. Đăng ký 2019 cũng còn khá là mới, đi 22.000 cây. Rồi, ok nha. Tiếp theo cũng là em Ninja. Ninja này là Ninja 25R. Đấy. Dòng này thì nó rất là mới luôn, đăng ký 2021 luôn em nhá. Đó, mới đi có 600 cây à. Biển 61 luôn. Đấy, xe zin đét luôn anh em nhá. Siêu đẹp. Đó, mới đi có 600 cây à. Giá này hiện tại cửa hàng nó mới dán bán với giá là 179 triệu nhá. Đấy, cái dòng này thì nó mới ra. Đấy. Rất là đẹp luôn, công nghệ nhiều. Đấy. Bô zin ha. Đó. Cực kỳ đẹp luôn, nói chung là công nghệ của nó rất là nhiều. Đó, có phục của Showa. Cái dòng này là cái dòng mà của Kawasaki mà nó động cơ 4 máy. Dòng thấp cc 250 nhưng mà nó trang bị 4 máy nghe cũng khá là phê luôn anh em ạ. Đó, trang bị 4 máy luôn. Kiểu 250cc mà nó trang bị 4 máy rồi. Đó, nghe cực kỳ phê ha. Đấy, rất là đẹp luôn, nói chung là như mới luôn. À, mới đi có 600 cây. Đó, chất Ninja 250R. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là em nữa là dòng cổ điển CB400. Con này gì đây?
Đăng ký 2018 mà đi 16.000 cây. Giá này hiện tại cửa hàng mình dán bán với giá là 375 triệu nhé. Đó, 375. Lên có một cái lon bô carbon, không biết là hình như là bô đồ phải. Đấy, khung chống đổ này. Đấy. Động cơ 4 máy, hai đĩa trước ABS. Đấy. Nói chung là cái dòng này thì nó kiểu như dòng next buy, nhưng nó lên cái đầu đèn giống rất giống kiểu dòng touring của Adventure ha. Đấy, rất là lạ luôn. Đấy. Tiếp theo giới thiệu một dòng nữa ha, là dòng Hornet 600. Đấy, đăng ký 202 em nhé. Đấy, đăng ký 202. Con này thì biển 47 này. Tại cửa hàng đang bán giá con này là 143 triệu nhé. Đấy, 143 triệu em nhé. Hornet 600. Đấy, rồi ok. Tiếp theo dòng 150. Con này thì dòng Legend 150 nhá, biển 61. Đấy. Biển 61, mình sẽ xem giá con này ha. Con này thì đăng ký 219 em nhá. Giá hiện tại cửa hàng đang bán giá con này là 32 triệu nhá. Đấy, Legend 150 của GBX nhá. Cái dòng này thì nó vẫn đang còn xài bình xăng con. Đấy. Nhưng mà kiểu dáng của nó thì nó lên rất là đẹp rồi. Đó, nói chung là anh em về là thích cái gì kiểu dáng này là không cần độ chế gì hết, vì cái form dáng thì nó dòng GBX này đã lên sẵn cho anh em form dáng rất là đẹp rồi ha. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Bên trong thì có một số dòng cổ điển đó ha. Này có Rebel. Rebel 250 này, đấy. Đấy, Bell 250 mình xem nào. Đây. Bell Honda anh em nhé. Con này là Bell Honda 250. Đấy, cơ con này thì dòng này nó cũng hai máy ha. Nó cũng tựa giống như dòng Bell tàu ấy. Đó, nhưng mà con này là Honda. Con này đăng ký 216 nhá. Đi 2000 meter. Đó. Giá con này không thấy giá gì hết ha. Đó. Đó, anh em mà cần thì inbox được cửa hàng nhé. Con này mình không thấy đi giá gì hết, rất là mới luôn anh em ạ. Đó, nhìn rất là mới luôn. Đó. Rồi. Tiếp theo cũng là một em Bell Honda 250 luôn. Cái dòng này thì nó cũng là động cơ hai máy nhé. Giá là 125 triệu. Đấy, 125 triệu nhé. Rồi, ok. Bell thì mình thấy là vẫn còn một chiếc nữa ha. Đây. Chiếc nữa là Bell 250 tiếp ha. Đấy. Bell 250, con này đăng ký 1993 anh em nhá. Wow. Con này siêu cố mà siêu cộp luôn. Đó. Giá hôm nay là 125 triệu nhá. Đấy, 125 triệu. Cho một em Bell 250 của Honda. Đấy. Rồi ok. Tiếp theo, mình thấy là một con này rất là mới luôn này. GZ150. GZ150 thì con này đăng ký 2021 luôn nhá. Đó, đăng ký 2021. Đấy. Mới đi 900 cây. Giá hiện tại hôm nay là 63 triệu nhá, biển thành phố 50 luôn. Đấy, không thấy không? Xe không khác thì mới hết nhá. Mới đi có 900 cây rồi. Đó, siêu keng luôn. 63 triệu 500 ngàn. Đấy. Cực chất luôn. Rồi. Là đây để qua cá mập bắt lé này, cá mập bắt lé này của Dương đấy, hình như cũng đang bán luôn hay sao ấy. Đấy, cá mập bắt lé nhá, con này thì được dọn lại này là dàn áo carbon này, đấy, bộ AK đấy, ốc titan thì nhau là hầu như là full xe luôn rồi đấy, bắt lé mà ở đây thì để dán một con mắt rồi, chỉ còn một mắt thôi. Đấy. Cầm theo, để trước này. Ồ. Chất đẹp luôn, con này hầu như là mình thấy là dọn lên rồi phải. Đấy, dọn lại. Dàn áo. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Ha. Đấy. Rồi, anh em nào mà thích cái cá mập mắt lé thì anh bốc nha. Hình như là 500 mấy thì phải. Đó.
kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy. Rồi thì có mấy cặp bến thì mình cập nhập hết cho anh em mà ha, còn rất là nhiều dòng khác mình sẽ cập nhập sau cho anh em ha. Đấy. Đây thì mềm nhất thì có con này thôi. Đấy, Gabic Demon Legion 150, 32 triệu thôi. Đấy, rẻ nhất là con này ha, 32 triệu. Đấy, quá rẻ luôn ha. Đấy, còn đâu là phần phân phối lớn là nhiều, tại cửa hàng về rất là nhiều dòng phân phối lớn nhá. Còn anh em nào mà muốn biết thêm chi tiết các dòng khác thì em có thể inbox cho cửa hàng ha, cửa hàng sẽ cung cấp thông tin hình ảnh rõ hơn cho anh em ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ ủng hộ cho mình. Và mọi thắc mắc về những giá cả xe khác thì em sẽ comment bên dưới cho mình biết nhé. Mình sẽ làm video khác để báo giá những khác cho anh em. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em những cái video khác ha.